cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19. Từ 18 giờ ngày 5 tháng 12 đến 6 giờ ngày 6 tháng 12, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 18 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, tại thị xã Phú Thọ là 6 ca, thành phố Việt Trì 4 ca, huyện Thanh Ba là 2 ca, Cẩm Khê 2 ca, Phù Ninh 1 ca, Hạ Hòa 1 ca, Lâm Thao 1 ca và huyện Thanh Thủy là 1 ca. Trong các ca mắc mới thì có 5 trường hợp trở về từ Hà Nội, Kiên Giang và Đồng Nai, 11 trường hợp từ F1 hoặc trong vùng phong tỏa đã được cách ly theo dõi và quản lý, 2 trường hợp trong cộng đồng. Về cấp độ dịch, toàn tỉnh ở cấp độ 2, cấp huyện có 9 trên 13 huyện ở cấp độ 2, có 4 huyện thị thành ở cấp độ 1, cấp xã thì có 1 xã ở cấp độ 4, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, 7 xã phường ở cấp độ 3, 36 xã ở cấp độ 2 và 181 xã phường thị trấn còn lại ở cấp độ 1.